Thưa quý vị và các bạn, như truyền hình thông tấn đã phản ánh về tình trạng quá tải hạ tầng tại một số chung cư thương mại giá thấp trong bản tin thời sự tổng hợp 18 giờ ngày 27 tháng 6. Hiện nay có một thực tế đáng chú ý trên thị trường bất động sản là để có thể dễ dàng hút khách thì nhiều chủ đầu tư đã không ngần ngại tự dùng mỹ từ cao cấp để quảng cáo cho dự án của mình. Tuy nhiên thì trên thực tế, dù đã chấp nhận mua nhà giá cao để được hưởng các dịch vụ tiện ích tốt nhất, nhưng khi về sinh sống thì nhiều người dân ở các khu chung cư kiểu này tại Hà Nội lại không khỏi thất vọng với những lời hứa có cánh của chủ đầu tư trước đó. Thiếu nước ở chung cư thương mại giá thấp không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội này mà người dân vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước thì là một nghịch cảnh trớ trêu. Ở đây mất nước bất thình lình này, nay mất mài quá nên tôi không biết thế nào, anh phải dùng rất là tiết kiệm. Chấp nhận mua nhà giá cao để được hưởng đầy đủ tiện nghi, dịch vụ tiện ích. Nhưng ngay cả những hạ tầng thiết yếu là trường học và bệnh viện thì người dân ở khu chung cư này lại chưa có. Chỉ được cái ngôi nhà của mình ở thôi. Thế còn lại các cái tiện ích chung ví dụ như là trường học hay bệnh viện hay là các thứ khác thì hầu như là chưa có. Cái thực tế cho thấy là chưa có một cái gì cả. Cho nên là mình nghĩ rằng là chưa được như kỳ vọng của mình. Có mức phí dịch vụ cao nhất trong các khu chung cư tại Hà Nội. Nhưng 4 năm sau khi bàn giao nhà, cư dân sống ở tòa nhà Khang Nam vẫn chưa nhận lại được phí bảo trì từ chủ đầu tư. Điều này đồng nghĩa với mọi hỏng hóc tại tòa nhà cao bậc nhất Hà Nội này sẽ không được sửa chữa. Tranh chấp triền miên giữa cư dân và chủ đầu tư là điều khó tránh khỏi. Rất nhiều lần gửi thư mời bên chủ tư Can Nam Vina trả lời về quỹ bảo trì 2%, nhưng sau 4 năm thì rất nhiều lần chủ tư đã không trả lời thư của ban quản trị và cũng từ chối gặp mặt ban quản trị. Mua chung cư cao cấp nhưng đa số người mua nhà đặt bút ký hợp đồng khi căn nhà mới chỉ ở trên bản vẽ. Còn chủ đầu tư khi quảng cáo về dự án của mình luôn sử dụng những mỹ từ như sang trọng hay đẳng cấp cùng mức giá cao chót vót. Thế nhưng pháp luật lại chưa có chế tài xử lý việc quảng cáo sai thông tin về dự án. Cái tiêu chí chúng ta đã có. Thế nhưng mà những cái ràng buộc về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm cái giá trị đấy cho đến tận cùng khi mà chung cư đã được bàn giao hầu hết, được phân phối hết và không làm ảnh hưởng quyền lợi những người đã mua ngay từ ban đầu cũng như mua sau này cái chung cư đó, thì chúng ta nên có thêm bổ sung thêm cái cơ chế trách nhiệm đấy. Liên quan tới chuyện nhà cao cấp, thấp cấp, Bộ Xây dựng đã có một thông tư để phân định. Theo đó, chung cư cao cấp phải đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt mức độ hoàn hảo. Ngoài ra, tất cả nhà cao tầng trước khi đưa vào sử dụng phải có giấy chứng nhận chất lượng phù hợp do một đơn vị tư vấn độc lập cấp. Tuy nhiên, thực tế có rất ít chủ đầu tư thực hiện việc này. Cái anh chứng nhận đấy thì quả thực là chưa độc lập. Thực ra vẫn là do chủ đầu tư thuê, cho nên là vẫn là gắn với quyền lợi chủ đầu tư là chính. Chứ còn đại diện lợi ích cho khách hàng thì không rõ nét lắm. Cho nên là cái chứng nhận này có vẻ dường như là chưa đi vào cuộc sống. Tiêu chí đánh giá phân loại chung cư đã có. Song theo các chuyên gia, nếu không luật hóa cụ thể các tiêu chí phân loại này, thì người mua nhà sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của những chủ đầu tư thiếu nghiêm túc trong đầu tư và xây dựng dự án.